Chào mọi người chịu chịu khó ráng nghe Ad nói nhảm xíu nha. Tại mọi người cứ toàn là bỏ qua không à. Thành ra là cứ comment vào, cứ hỏi. Mà vấn đề này Ad nói nhiều ơi là nhiều luôn. Chuyển thành ở rễ Ad phải dịch nha. Chứ còn trên mẹ đứa tiên là nó có. Cứ thế mà đọc thôi, đọc rồi xuất. Còn chuyển thành ở rễ là Ad phải dịch. Mà nói thật là Ad cũng không rảnh lắm. Thu mà một ngày 10 tập thì tính ra là 5-6 tiếng đồng hồ. Mà xuất từ 10 tập đó xuất lên cũng mất khoảng 2 tiếng nữa. Rồi Ad còn có những việc công việc khác của Ad nữa, còn gia đình nữa. Mọi người thông cảm. Lúc nào mà Ad thu xếp Ad dịch được thì Ad sẽ cố gắng. Mọi người cứ toàn vô hỏi tại sao mà không dịch, tại sao không dịch, tại sao những chuyện kia lên nhiều. Đó là tại vì mọi người không nghe Ad nói nhảm. Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Anh Tâm, chương 2273 đến chương 2278. Thật lâu sau, một cường giả nửa bước nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Tông chủ, ngài sẽ không phải là cảm nhận sai đó chứ. Chưa đầy 30 tuổi, liền có được cảnh giới võ đạo, siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hay sao? Mấu chốt nhất chính là hắn lấy cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ liền có thể phóng xuất ra cảnh giới ma đạo, mà chỉ có cường giả thiên cảnh mới có khả năng phóng thích ra. Điều này làm sao có khả năng được chứ? Đúng vậy à, ta còn chưa từng nghe nói qua cường giả chưa đầy 30 tuổi đã có được thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Khẳng định là có cái gì đó không ổn. Ta đang hoài nghi là ma tông có thủ đoạn để người tu hành ma tông trên thần tản mát ra lực lượng có cảnh giới cùng loại. Ma tông nhất định là biết tông chủ ngài đến đó, cho nên mới cố ý diễn ra một màn kịch như thế. Cường giả thần hành tông liên tục đưa ra chất vấn. Ứng Thiên Hành không nói gì, cau mày, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, Ứng Thiên Hành mới lên tiếng. Mặc kệ vị trẻ tuổi tu luyện ma đạo này đến cùng có phải mạnh như ta cảm nhận hay không, nhưng là ta từ trên thân lệ trần cảm nhận được khí tức hết sức đáng sợ. Đối phương vô cùng có khả năng đã bước vào thiên cảnh. Mọi người đều thất kinh hét lên. Cái gì? Điều này thậm chí muốn so với những chuyện vừa rồi Ứng Thiên Hành mới nói kia lại càng làm cho bọn hắn kinh ngạc hơn. Ứng Thiên Hành một mặt ngưng trọng nói ra. Lệ trần cùng ta vốn dĩ đều là cường giả nửa bước nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ. Trước kia, thời điểm cùng hắn gặp nhau cũng chưa bao giờ giống như gặp nhau lần này. Võ đạo của hắn làm cho ta có cảm giác uy áp cực mạnh. Cảnh giới võ đạo của hắn vô cùng có khả năng đã đột phá đến thiên cảnh. Vừa nghe được lời nói của Ứng Thiên Hành, một đám cường giả thần hành tông từng tên mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ. Một cường giả thần hành tông trầm giọng nói ra. Nếu thực sự là như thế, khoảng thời gian gần nhất đây của ma tông nhất định đã có phát sinh đại sự. Điều này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là không có chuyện tốt. Một tên cường giả khác cũng nói. Không sai, Lệ Trần nếu là đột phá đến thiên cảnh, hắn tùy thời đều có khả năng sẽ rời đi. Trước khi rời đi, hắn nhất định sẽ làm tốt vạn phần chuẩn bị. Vốn dĩ trước đó ta còn đang hoài nghi có phải là tông chủ cảm nhận sai. Hiện tại xem ra hắn không phải là tông chủ đã cảm nhận sai, vì cường giả trẻ tuổi tu luyện ma đạo kia chưa đầy 30 tuổi nhất định là ma tông đã tốn hao một cái giá rất lớn mới mời tới được. Liền chờ đợi thời điểm Lệ Trần rời đi, về sau sẽ ở lại trợ giúp cho ma tông. Ứng Thiên Hành khẽ gật đầu. Người phân tích không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Có thể tại bên trong 30 tuổi liền có được cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có thể phóng xuất ra cảnh giới ma đạo, thì lai lịch của hắn nhất định không nhỏ. Nói đến đây, Ứng Thiên Hành bỗng nhiên ngừng lại, khắp khuôn mặt vọt là vẻ ngưng trọng mà từ trước đến nay chưa từng có. Tiếp tục nói, ta hoài nghi hắn đến từ giới cổ võ, thậm chí là có thể đến từ trung giới cổ võ. Bên trong thượng trung hạ, tam giới của võ, thượng giới quá mức thần bí.
ở giới thế tục, căn bản cũng không có quá nhiều lời đồn liên quan tới thượng giới. Cho dù là trung giới, lại càng ít hơn. Ở giới thế tục, nhận thức của các võ giả đối với giới cổ võ phổ biến là chỉ dừng lại tại hạ giới. Ấn Thiên Hành phi thường rõ ràng, tại hạ giới cũng không có võ giả trẻ tuổi thiên phú võ đạo yêu nghiệt như thế, cho nên hắn mới có thể hoài nghi Dương Thanh là đến từ trung giới cổ võ. Còn như thượng giới, hắn căn bản chưa có suy nghĩ tới. Cho dù là đối với loại cường giả cấp bậc như Ấn Thiên Hành này mà nói, cường giả thượng giới của giới cổ võ tồn tại giống như một vị thần. Nghe Ấn Thiên Hành nói xong, hắn hoài nghi Dương Thanh có thể tới từ trung giới cổ võ. Một đám cường giả Thần Hành Tông ngay lập tức trầm mặc. Thần Hành Tông sở dĩ khẩn trương như vậy là bởi vì giữa Ma Tông cùng Thần Hành Tông từ trước đến nay vốn luôn bất hòa. Ma Tông càng mạnh, đối với Thần Hành Tông mà nói, áp lực sẽ càng lớn. Bởi vậy, khi thời điểm biết Lệ Trần vô cùng có khả năng đã đột phá tới thiên cảnh, các cường giả Thần Hành Tông đều vô cùng căng thẳng. Theo đạo lý mà nói, Lệ Trần nếu là đột phá đến thiên cảnh, đối với Thần Hành Tông mà nói là một sự kiện lớn. Vì dù sao, vị cường giả đứng đầu của bọn hắn cũng yếu hơn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại chợt phát hiện, coi như không có Lệ Trần, Ma Tông vẫn như cũ, thập phần cường đại, dường như so với trong tưởng tượng của bọn hắn, càng thêm cường đại hơn. Nếu là vị trẻ tuổi chưa đầy 30 tuổi, tu luyện ma đạo kia, thực sự là đến từ trung giới của võ, đối với Thần Hành Tông mà nói, tuyệt đối là một sự đả kích mang tính hủy diệt. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám động một chút sát niệm nào đối với người trung giới cổ võ. Đừng nói là trung giới cổ võ, liền xem như cường giả hạ giới cổ võ, bọn hắn cũng không dám đánh chủ ý với đối phương. Nếu là thực sự dám đánh chủ ý với vị kia, thì thế lực sau lưng vị trẻ tuổi tu luyện ma đạo kia sẽ bỏ qua cho Thần Hành Tông hay sao? Chỉ cần thế lực kia tùy tiện phái ra mấy vị cường giả tối đỉnh phía dưới thiên cảnh, liền có thể san bằng toàn bộ Ma Sơn, còn như Thần Hành Tông cũng có thể dễ dàng quét sạch. Đây chính là chỗ đáng sợ của thế lực đỉnh tiêm giới cổ võ. Qua một hồi lâu, một vị cường giả đỉnh phong của Thần Hành Tông nghiến răng nói ra: "Tông chủ, nếu như đối phương thực sự đến từ trung giới cổ võ, vậy chúng ta nên làm sao đây? Bằng vào ân oán giữa chúng ta cùng Ma Tông, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chẳng lẽ đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể biết chống cự khi bị đánh hay sao? Lại không thể đánh trả hay sao chứ?" Ấn Thiên Hành một mặt phức tạp nhìn về phía người vừa nói, trầm giọng nói ra: "Đây chẳng qua chỉ là dự kiến xấu nhất. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chẳng qua là tự chúng ta phân tích. Còn như chân tướng sự việc đến cùng là như thế nào cũng không một ai biết được. Sau 7 ngày là thịnh hội giới ma đạo 10 năm một lần của Ma Tông. Đến lúc đó, tàng thư các của Ma Tông sẽ mở ra. Ma Tông sẽ còn tổ chức một trận luận võ. Nếu là Lệ Trần thực sự bước vào thiên cảnh, hắn nhất định sẽ tại sau khi thịnh hội ma đạo kết thúc, sẽ rời đi. Chúng ta muốn giải quyết cái tai họa ngầm này của Ma Tông, trước mắt chỉ có một biện pháp." Có người liền vội vàng hỏi: "Là biện pháp gì?" Ấn Thiên Hành hai mắt hơi híp lại, lạnh giọng nói ra: "Tại trước khi thịnh hội ma đạo bắt đầu, liền đem tin tức Lệ Trần đã đột phá đến thiên cảnh tung ra ngoài. Liền mình thủ hộ vẫn đang ngó chừng giới thế tục. Nếu để cho bọn hắn biết Lệ Trần đã đột phá đến thiên cảnh nhưng vẫn ở lại giới thế tục, thì liên minh thủ hộ nhất định sẽ vô cùng tức giận. Dựa theo pháp tắc của liên minh thủ hộ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mà tha thứ cho Lệ Trần. Nếu là vị trẻ tuổi tu luyện ma đạo kia thực sự đến từ trung giới cổ võ, liên minh thủ hộ nhất định sẽ không dám đắc tội với hắn, tất nhiên sẽ không làm khó Lệ Trần." Và đến đây, hắn nhếch miệng, nở một nụ cười, tiếp tục nói: "Kể từ đó, chúng ta liền có thể thăm dò ra vị trẻ tuổi tu luyện ma đạo kia đến cùng có phải lai lịch thực sự không nhỏ hay không. Nếu như ngay cả liên minh thủ hộ
đều không nể mặt hắn. Vậy hắn khẳng định không có bối cảnh trùng giới cổ võ, cũng liền đối với Thần Hành Tông chúng ta không cách nào tạo ra uy hiếp. Không chỉ có như thế, Ma Tông sẽ còn mất đi một vị cường giả đứng đầu như Lệ Trần. Nếu là Ma Tông không có người chủ trì, khoảng cách suy bại của Ma Tông cũng không còn xa, về sau càng không đáng để lo lắng. Còn như Hồng Ma cùng Cao Hùng còn có Diếp Thu ở đó, ta sẽ tại thời điểm trước khi bước vào thiên cảnh đem bọn hắn giết chết. Sau khi nghe được lời nói của Ứng Thiên Hành, vẻ sợ hãi trên gương mặt của các cường giả Thần Hành Tông mới dần dần biến mất. Ngay tại thời điểm một đám cường giả Thần Hành Tông kích động không thôi, một cường giả nửa bước nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra: "Tông chủ, ngài vừa nói chỉ là dưới tình huống vì trẻ tuổi tu luyện ma đạo kia không có bối cảnh trùng giới cổ võ. Nhưng nếu là hắn có được bối cảnh của trùng giới cổ võ thì sao? Đến lúc đó chúng ta phải đối phó với sự trỗi dậy của ma tộc như thế nào đây?" Câu nói này giống như là một chậu nước lạnh đem cảm xúc nhiệt huyết vừa mới tăng cao của các cường giả Thần Hành Tông dội tắt. Ứng Thiên Hành hai mắt hơi híp lại, bên trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Sau một lúc trầm mặc thật lâu, hắn mới lạnh giọng nói ra: "Nếu là người trẻ tuổi kia thực sự có bối cảnh trùng giới cổ võ, một khi phát sinh chuyện chúng ta tính toán với Ma Tông, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Đã như vậy, vậy ta đành phải tự mình động thủ đem hắn giết chết." Vừa nghe được lời nói này của Ứng Thiên Hành, một đám đại lão của Thần Hành Tông đều là một mặt ngốc trệ. Ứng Thiên Hành đây là điên rồi sao? Bất quá sau khi nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nếu Thần Hành Tông dám tính toán với Ma Tông, bọn hắn lại có thể lý giải lý do mà Ứng Thiên Hành phải làm như vậy. Lúc này Dương Thanh đang ở tại Ma Tông, được Mã Siêu mang đến mật thất trong tàng thư các của Ma Tông. Vừa theo lời nói của Lệ Trần là phải chờ đến sau khi Mã Siêu kế thừa vị trí tông chủ của Ma Tông mới cho phép Dương Thanh tiến vào bên trong mật thất ẩn giấu dưới lòng đất ở tàng thư các. Nhưng không biết vì sao Lệ Trần bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hiện tại liền cho phép Dương Thanh bước vào gian mật thất kia. Linh khí ở đây thật là phong phú. Vừa tiến vào mật thất, Dương Thanh liền không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một nơi có linh khí nồng đậm như thế. Một khi tu luyện trong môi trường này, cảnh giới võ đạo nhất định sẽ có tiến bộ nhảy vọt ra. Mã Siêu cười cười đem mật thất này hướng về Dương Thanh giới thiệu một lượt. Thời điểm biết được phía dưới mật thất này vậy mà ẩn giấu đi một đầu long mạch, Dương Thanh phi thường chấn kinh. Anh đương nhiên đã nghe nói về long mạch, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh có tiếp xúc khoảng cách gần với long mạch như thế. Dương Thanh vốn cho rằng tại giới cổ võ mới có thể có long mạch tồn tại. Nếu như giới thế tục có tồn tại cũng sớm đã bị cường giả giới cổ võ cướp đi. Bởi vậy có thể thấy được Lệ Trần cho phép anh tiến vào nơi này tu luyện mang theo thành ý lớn như thế nào. Nếu như Dương Thanh đem tin tức long mạch tiết lộ ra bên ngoài, cường giả giới cổ võ liền xem như có phá vỡ phép tắc cũng nhất định sẽ tiến vào Ma Sơn. Đến lúc đó Ma Tông liền thực sự xong đời. Một tin tức cơ mật như vậy, thế mà Lệ Trần đồng ý để Dương Thanh biết được là thực sự không đem Dương Thanh xem như người ngoài. Thanh ca, ở đây tu luyện là thực sự một ngày đi hàng ngàn dặm. Em hôm nay chỉ là ở đây tu luyện một buổi chiều liền cảm thấy tu luyện của mình có thành quả gấp 10 lần so với tu luyện ở giới thế tục. Mã Siêu một mặt kích động nhìn xem Dương Thanh nói ra: "Thanh ca, không bằng anh cũng cùng em cùng một chỗ tại Ma Sơn thêm một khoảng thời gian, lấy thiên phú võ đạo của anh. Nếu là ở lại đây tu luyện, võ đạo tăng lên nhất định sẽ nhanh vô cùng. Nói không chừng ở đây tu luyện thêm 10 ngày nửa tháng, anh liền có thể đột phá đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Tốt nhất là trước khi bước vào 30 tuổi,
Võ Đào liền phá vỡ mà bước vào thiên cảnh. Đến lúc đó, liền xem như đi giới của võ, Thanh Ca cũng sẽ là bên trong thế hệ trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất. Dương Thanh cười khổ. Tu luyện há có thể nói đột phá là đột phá hay sao? Nếu thực sự dễ dàng như vậy, thiên hạ này liền không còn kẻ yếu. Mã Siêu bất đắc dĩ nói ra, Thanh Ca, chẳng lẽ anh còn không biết, anh thuộc loại người đột phá thực sự phi thường dễ dàng. Nói đột phá, liền đột phá hay sao? Dương Thanh lúc này mới cười cười nói ra, được, chúng ta tu luyện đi. Vâng. Huynh đệ hai người rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, ngày kế tiếp, khi Dương Thanh kết thúc tu luyện, thời điểm mở mắt ra, liền phát hiện Mã Siêu đã biến mất. Dương Thanh thử cảm nhận cảnh giới võ đạo của mình một chút, liền khiếp sợ phát hiện, chẳng qua chỉ một đêm tu luyện, liền để cảnh giới võ đạo của mình lại có chỗ tinh tiến. Mặc dù chưa có đột phá, nhưng cảnh giới võ đạo hôm qua mới vừa đột phá, lại có chỗ tăng cường. Dựa theo dưới tốc độ tu luyện này, sợ là sẽ không mất bao lâu, mình thực đúng là có khả năng sẽ đột phá tới siêu phàm đỉnh phong. Đúng lúc này, anh chợt nhớ tới một chuyện đại sự, sắc mặt đại biến, không tốt rồi. Anh lập tức đứng bật dậy, vội vàng từ mật thất rời đi. Dương tiểu huynh đệ, có chuyện gì mà sốt ruột như thế à? Nhìn xem Dương Thanh đang vội vàng đi đến, Lệ Trần vốn đang ăn điểm tâm, cười thật tươi nói, ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm với ta đi. Mã Siêu đang đứng tại sau lưng Lệ Trần. Vì Lệ Trần mà bưng trà đổ nước, thực sự đã vào vai đồ đệ của tông chủ Ma Tông. Dương Thanh vội vàng nói ra, tiền bối, tôi không kịp ăn đâu. Hiện tại có việc gấp phải đến võ tông. Phiền phức tiền bối giúp tôi thu xếp một chiếc xe. Hiện tại liền đưa tôi đi võ tông. Lệ Trần còn chưa biết tin tức Dương Thanh đã đáp ứng gia nhập võ tông. Vừa nghe Dương Thanh muốn đi võ tông, về sau trên mặt có mấy phần vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói, hôm nay võ tông sẽ tổ chức một trận thi đấu, tranh đoạt vị trí tiến vào từ đường võ thần. Cậu sẽ không phải là muốn đi tham gia trận luận võ này à? Dương Thanh cũng không hề giấu giếm, gật đầu nói, không dối gạt tiền bối. Tôi đã đáp ứng gia nhập vào võ tông. Võ tông tổ chức trận thi đấu này, tranh đoạt vị trí tiến vào từ đường võ thần. Kỳ thực, chính là vì tôi mà tổ chức. Dù sao, tôi vừa mới gia nhập vào võ tông, liền sẽ tiến vào từ đường võ thần. Rất nhiều cường giả võ tông đều đối với chuyện này mà phi thường bất mãn. Vừa nghe được lời nói của Dương Thanh, Lệ Trần một mặt kinh ngạc, kém chút đã đem nước trà vừa mới uống vào trong miệng phun ra ngoài, cả kinh nói, cậu vừa nói cái gì? Cậu đã gia nhập vào võ tông rồi sao? Dương Thanh gật đầu. Lệ Trần trên mặt biểu lộ mười phần đặc sắc. Ông ta đã sớm muốn lôi kéo Dương Thanh tiến vào ma tông, chỉ là ông ta cảm thấy Dương Thanh loại người này căn bản cũng không thuộc về giới thế tục, cũng sẽ không gia nhập vào thế lực võ đạo của giới thế tục. Có thể khiến ông ta vạn lần không ngờ tới chính là Dương Thanh vậy mà gia nhập võ tông. Sớm biết thế này, ông ta liền sớm xuống tay. Nếu là từ Dương Thanh đến kế thừa vị trí ma tử của ma tông thì đó mới là sách lược vẹn toàn nhất. Dương Thanh có chút nóng nảy nói, Lệ tiền bối, tôi hiện tại thực phi thường sốt ruột, ngài có thể mau chóng thu xếp giùm tôi đi võ tông được không? Anh dù sao cũng đã đáp ứng với Đỗ Bá, mà lại trận luận võ hôm nay cũng là do anh mà ra. Nếu là anh không thể đến võ tông đúng giờ, người của võ tông lại sẽ nhìn anh như thế nào đây? Một điểm chính yếu nhất là anh sẽ không có cách nào tiến vào từ đường võ thần. Nếu anh không tiến vào được từ đường võ thần thì cũng không có biện pháp trợ giúp Đỗ Trọng. Lệ Trần lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng phân phó, người đâu, dùng xe của ta đưa Dương tiểu huynh đệ đi võ tông. Vâng. Rất nhanh, một chiếc xe việt giả đã dừng ở một bên. Dương Thanh vội vàng cáo từ. Mãi cho đến khi Dương Thanh rời đi, về sau, Lệ Trần mới một mặt ảo não nói ra, ta thế nào liền không thể sớm một chút mời cậu ta gia nhập vào ma tông như vậy à? Nói xong,
Ông ta bỗng nhiên nhìn về phía Mã Siêu, liền vội vàng hỏi: còn có biện pháp nào để Dương Thanh gia nhập vào Ma Tông hay không? Mã Siêu một mặt đắng chát, lắc đầu nói ra: lão sư, bằng vào sự hiểu rõ của con đối với Thanh Ca, anh ấy gia nhập vào Võ Tông tuyệt đối không phải là nguyên nhân cá nhân. Anh ấy một khi đã gia nhập vào Võ Tông, chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi chủ ý. Lệ Trần một mặt mong đợi nói ra: ta nguyện ý để cậu ta, tại điều kiện tiên quyết là đã gia nhập Võ Tông, cũng có thể gia nhập vào Ma Tông. Nói một cách khác, chỉ cần cậu ấy gật đầu, cậu ấy sẽ xem như là người của Ma Tông, cũng coi là người của Võ Tông. Mã Siêu lập tức hai mắt tỏa sáng. Ma Tông cũng tốt, Võ Tông cũng được, đều là một trong hai ngũ đại thế lực đỉnh tiêm của Ma Sơn. Nếu là Dương Thanh trở thành người của hai đại thế lực đỉnh tiêm, đối với Dương Thanh mà nói, cũng có trăm lợi mà không có một hại. Trầm tư một lát sau, anh nói ra: con sẽ cùng Thanh Ca nói chuyện này. Lúc này Dương Thanh đang trên đường, mặt mũi tràn đầy đều là sốt ruột. Anh là một nam nhân phi thường xem trọng sự tín dụng. Một khi đã đáp ứng với người khác thì anh nhất định phải làm được. Anh đáp ứng muốn gia nhập vào Võ Tông. Như thế vì anh, Võ Tông đã cố ý tổ chức một trận thi đấu tranh đoạt vị trí tiến vào từ đường Võ Thần. Thế nhưng là anh lại còn đang trên đường đi. Một khi bỏ lỡ trận thi đấu, anh nên hướng Võ Tông giải thích như thế nào đây? Hết. Ngày mai chắc Ad sẽ dịch thêm. Ngày mai Ad có thời gian để dịch, nhưng mà sẽ không có thời gian để lên chuyện chân bệnh đế tiên nhiều như mọi khi. Ad sẽ cố gắng ngày mai lên một tập của Chiến Thần Ở Rễ nữa.